Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái đoạn video ngắn về dụng cụ đồ nghề. Các bác ơi, ngày hôm nay thì bên em có một chương trình sale với mức giá cực kỳ là ưu đãi để gửi tặng tới tất cả các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và em đang ở trong một cái kho hàng cực kỳ là rộng với rất là nhiều các mã sản phẩm máy móc. Ngày hôm nay có cái chương trình đại sale với mức giá từ 15k trở lên các bác ạ. Rất là nhiều các mã đồ pin, đồ điện nha và dụng cụ đồ nghề với những cái mức giá siêu rẻ. Và một cái sản phẩm đầu like thì em sẽ gửi tặng tới các bác này. Với mức giá 100k mà lại còn được bao phí ship các bác ạ. Đây là lõi lọc nước đa năng, lõi số 1 này, lõi số 2 và lõi số 3. Bộ lõi lọc nước đa năng 3 quả như thế này mà giá chỉ có 100.000 đồng. Giá cực hời, giá cực rẻ và bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship về tận nhà cho các bác nhà mình luôn. Nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền. Nên là các bác nhà mình cứ yên tâm đặt hàng. Với những cái quả lõi lọc nước đa năng như thế này thì đảm bảo các bác cam kết khẳng định bảo hành cho các bác về sẽ lắp vừa được tất cả các loại máy lọc trên thị trường. Từ máy Aqua cho đến Kangaroo hay là Carofi là các bác đều lắp vừa luôn cho em này. Đặt hàng các bác nhớ gọi cho em là bộ lõi lọc nước đa năng 3 quả nhá. Với mức giá là chỉ có 100 ngàn đồng thôi và được bao phí ship về tận nhà luôn cho em. Tiếp theo này, ngày hôm nay thì bên em về được một cái lô máy mài pin với mức giá phải nói rằng là siêu rẻ luôn. Hàng chính hãng của Elec các bác nha. Đây, hàng chính hãng của Elec, một con mài pin một tấc nha, máy một tấc như thế này cho em. Sử dụng motor từ không chổi than này. Đây, hàng công tắc bóp này, có chốt hãng này. Máy chạy cực êm và khỏe luôn cho em này. Với cái bộ sản phẩm này khi mà các bác nhà mình nhận về sẽ đầy đủ gồm có cho em một thân máy, hai pin và một sạc. Pin sẽ là pin châu, pin 10C và chân pin phổ thông. Máy thì là máy một tấc nhá. Sử dụng là motor từ không chổi than, hàng công tắc bóp rất là dễ dùng như thế này. Và mức giá hôm nay cho em chỉ có 750.000 đồng. 750.000 đồng thôi. Các anh được hỗ trợ bao ship về tận nhà. Em nói thật sự luôn, nếu như mà ra thị trường mà để mua nhá, với cái mức giá 750.000 thì thật sự luôn là các bác chỉ mua được một cái thân máy thôi. Thế nhưng mà ngày hôm nay là nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ nguyên hộp, có một thân máy, có hai pin, có một sạc đi theo, có đầy đủ phụ kiện tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ lưỡi. Hàng chính hãng của Elec các bác nhá, hàng công ty, hàng chính hãng nên là các bác xài cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Lê đâu đặt hàng các bác nhớ gọi cho em là chọn bộ máy mài pin của Elec với mức giá cho em ngày hôm nay là 750.000 đồng. Đấy, còn nếu như mà nha các bác mà không muốn mua chọn bộ máy mài nha, mình có thể tham khảo này, những cái thân máy mài cho em này. Đây là thân máy mài pin màu đen. Đây, thân máy mài pin màu đen hôm nay em sale tặng các bác với mức giá 350.000. Xài chân pin phổ thông như này cho em, công tắc bóp và có chốt hãm này. Với mức giá 350.000 một thân máy. Về các bác lắp pin phổ thông như này cho em này. Về lắp pin phổ thông như thế này cho em là các bác có thể là sử dụng được luôn. Đây, quả pin này. Đấy, đây là em đang lắp quả pin 15K cho các bác nghe này. Đây nhá. Đây đôi đặt hàng các bác gọi cho em là thân máy mài pin màu đen với mức giá chỉ có 350.000. Trong trường hợp này bác nào chưa có pin này, mình có thể tham khảo cho em cái đợt này nhá. Em có một ít cái pin 15 cell của Dorama, pin châu 15 cell của Dorama, hôm nay có mức giá 270.000. Xài chân pin phổ thông và có lỗ cắm sạc adapter như này nhá. Cái pin này sẽ có đèn báo pin này, có đèn báo pin đầy đủ như này cho em. Và mức giá có 270.000 thôi. Lê đô đặt hàng các bác gọi cho em là pin 15 cell của Dorama với mức giá 270.000 đồng cho em này. Và tiếp theo này, đây sẽ là những cái mỏ hàn xanh các bác ạ. Mỏ hàn xanh thì cái đợt này sẽ đóng nguyên một hộp là sẽ có hai cái như thế này các bác nha. Đây, và một bộ thì sẽ đầy đủ gồm cho em này, một cái mỏ hàn này. Các bác được tặng thêm này, một cái túi đầu mỏ 5 cái này. Tặng thêm cho các bác này, một cái cuộn chì hàn này. Và tặng thêm cho các bác luôn một cái cục nhựa thông như thế này. Đấy, tức là mua một mà được 4 các bác ạ. Mua một tặng 3, mua một được 4 cho em. Đấy, mua một cái mỏ hàn như thế này mà các bác nhận về nguyên một bộ như này, nguyên một set đầy đủ như này cho em nhá. Mỏ hàn thì sẽ xài là điện trực tiếp 220V này các bác ơi. Đây, ở đây thì sẽ có cái nút điều chỉnh nhiệt độ nhá. Các bác chỉnh được nhiệt độ tối đa là 450 độ C và công suất của máy là 60W này. Xài điện trực tiếp 220V nhá. Các bác mua về hàn chì, hàn thiết cực kỳ là ok, tiện lợi như này cho em. Với mức giá là cho em là
99.000 đồng. Trời ơi, quá rẻ, quá hời, quá tiện luôn cho em. Lên đâu đặt hàng các bác gọi cho em là mỏ hàn xanh với mức giá chỉ có 99.000 đồng thôi. Đây là mỏ hàn điện tử nhá. Nếu mà các bác mà không muốn sử dụng mỏ hàn điện tử thì mình có thể mua một cái mỏ hàn cơ. Đấy, mỏ hàn cơ là cái mỏ đỏ như thế này này. Đây này, cái mỏ đỏ này là mỏ hàn cơ này. Nó cũng là để dùng hàn chì hàn thiếc, nhưng mà đây là mỏ hàn cơ thì sẽ quấn bằng motor dây đồng. Đấy, và giá là 170 em bao ship. Nhưng mà cái mỏ hàn cơ này thì nó sẽ không theo đầu mỏ, không theo chì hàn nhựa thông, nó chỉ có mỏ hàn thôi. Nếu như mà anh nào bác nào nhà mình chưa có chì hàn nhựa thông thì mình có thể báo nhà em để mình mua thêm. Đấy, còn mỏ đỏ thì nó không theo cái gì cả, nhưng mà giá nó có 170.000. Và đặc biệt này, công suất 100W nha, xài điện trực tiếp 220V. Với cái mỏ đỏ này thì các bác sử dụng nó rất là bền. Bên kỹ thuật nhà em dùng đến cả mười mấy năm nay rồi, nó vẫn cứ xài rất chi là ok, vẫn là chất lượng cho em ạ. Đấy, 170k, lên đâu đặt hàng gọi cho em là mỏ đỏ với mức giá 170k miễn ship cho em này. Còn đây là cái bộ vít gập này. Bộ vít gập của Huka là chọn bộ đầy đủ như thế này cho em. Và giá thì chỉ có 240.000 đồng thôi các anh nhá. Đi theo có cả một củ sạc cho em này. Đó, hệ máy này sử dụng bằng pin. Hết pin thì mình sẽ sạc pin rồi mình lại xài tiếp cho em. Đặt hàng gọi cho em là bộ vít gập của Hukan với mức giá chỉ có 240.000 đồng này. Tiếp theo cho em này, hôm nay là em còn một ít cái đầu bắn tôn. Đó, còn có độ gần 100 cái nữa thôi là hết rồi các bác ạ. Các bác nhìn cho em là cái đầu bắn tôn của Daiwat này, nó hút như thế này, nó hút mạnh như thế này, xịn sò như thế này cho em. Đây, hàng chính hãng của Daiwat cho em này. Đây này các bác này, các bác nhìn cho em cái thông số này. Cái loại thông dụng nhất ai cũng cần đến nha các bác nha. Hàng chân lục giác như này cho em này, cực xịn luôn. Đấy, cái này các bác dùng không có bao giờ mà lo bị tuyết đầu đâu, chỉ sợ các bác làm rơi mất thôi. Chứ cái này thị trường các bác mua toàn 25.000 một đầu thôi. Hôm nay là em tặng các bác giá 15.000 nha. 15.000 thì thật ra là cái giá này nó không bằng giá nhập vào đâu, nhưng mà đây là cái sản phẩm em bán tặng nha. Bác là chốt thì mình nhanh tay là có này. Đặt hàng các bác gọi cho em là đầu bắn tôn của Daiwat với mức giá 15.000 một đầu cho em. Và bác nào lấy 10 đầu nha, bác nào lấy 10 đầu thì em sẽ hỗ trợ bao ship luôn này. Đó, hãy nào đặt hàng gọi cho em là đầu bắn tôn của Daiwat giá 15k. Tiếp theo cho em này, đây là một cái bộ chuyển sọc nha. Bộ chuyển từ máy khoan sang máy sọc này, nguyên bộ như này cho em này, với mức giá 150 này. 150 cái bộ chuyển sọc này nha, đi theo cả lưỡi sọc đầy đủ như này cho em. Về các bác lắp vào máy khoan là mình sử dụng được nha, có cả tay cầm đi theo này. Đó, đây nguyên hộp như này cho em nhá. Về sử dụng các bác lắp lại giống như hình ảnh này. Đấy, lắp vào đầu máy khoan này nó ra một cái máy sọc như thế này. Đấy, đặt hàng các bác gọi cho em là bộ chuyển sọc nhá. Bộ chuyển sọc từ máy khoan sang nhá. Với mức giá cho em 150 bao ship này. Đó, hãy tiếp theo này, bộ lấy ốc gãy này. Bộ lấy ốc gãy có 4 cái này, 4 cái to bé khác nhau, có 2 đầu, 1 đầu xuôi, 1 đầu ngược. Giá 125.000 miễn ship này. Đặt hàng gọi cho em là bộ lấy ốc gãy này với mức giá 125.000 miễn ship, có 4 cái to bé khác nhau như này cho em này. Còn đây là cái thước đo lỗ gạch các bác nha. Thước đo lỗ gạch thì cái loại thước này của bên em nó sẽ là thước nhôm. Đấy, cái loại thước 6 khúc như này cho em này. Loại thước 6 khúc như này cho em nhá. Đấy, chất liệu nó sẽ là nhôm nhá, chứ không có phải như là ngoài thị trường các bác mua là chất liệu nhựa đâu. Đây, cái này nó là chất liệu nhôm này. Những cái mà thông số này này nó sẽ khác hẳn, và cái thước này các bác dùng nó không có bao giờ bị mờ, giống như cái loại thước nhựa mà các bác mua ngoài thị trường. Đấy, mà đặc biệt này, giá có 120.000 thôi. Cái này đặt hàng các bác gọi cho em là thước đo lỗ gạch nhá, loại chất liệu nhôm nhá, các bác dùng rất là bền bỉ luôn cho em nhá. Giá cho em là 120.000 này, thước đo lỗ gạch này. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tới các bác, ở đây là những con tích gạch. Đây này, những cái con tích gạch này thì cái đợt này em về cái loại nó rất chi là dày. Loại dày này, đẹp này, to khỏe cho em luôn này. Mức giá ngày hôm nay thì có 45.000 thôi nhá. Bác nào lấy 10 cái em bao ship nhá. Bác nào lấy 10 cái em bao ship luôn. Đấy, đặt hàng các bác gọi cho em là con tích gạch này với mức giá 45.000 một con này. Tiếp theo cho em là một con khoan pin. Đây, cái mã này là khoan pin 13 ly của Kutan nhá. Đây các bác nhìn này, logo dập nổi luôn này. Ở đây có móc treo máy. Con này thì phải nói rằng nó đẹp như kiều trinh luôn các bạn. Hàng chơi pin phổ thông nhá, 3 chức năng này. Có búa khoan tường, con này đầu auto lock. Đầu auto lock 10 ly, 13 ly chứ. Con này đầu auto lock 13 ly, hàng có khóa trục luôn. Sử dụng motor từ không chổi than, chơi pin phổ thông các bạn. Một bộ đầy đủ gồm 2 pin nhá. Một thân máy 2 pin, một sạc. Pin châu pin 10 xe, chơi pin phổ thông đi kèm. Giá cho ngày hôm nay là 850 thôi, 850. Con này là con khoan đa chức năng, các bác có thể mua về mình bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều được.
Đây đơn đặt hàng gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xám của Kutan, giá có 850.000 thôi này. Tiếp theo thì sẽ là một con máy khoan pin 12V. Đây cái này hàng chính hãng của Kutan luôn, cái mã này em mới về hàng. Đây, mới về một cái lô máy này phải nói rằng là đẹp long lanh luôn cho em nhá. Nguyên bộ như này các bác này. Đấy, nguyên bộ như này cho em. Đấy, trong này thì nó sẽ là một bộ sản phẩm đầy đủ cho em là gồm một thân máy này, hai pin một sạc này. Đây, thân máy đây này các bác này, thân máy đây. Một thân máy nhá, hai pin một sạc cho em này. Pin 12V như này. Đó, có hai pin một sạc đi theo. Hai khối pin này, một cục sạc đi theo như này. Đấy, nguyên bộ như này cho em nhá. Hàng chính hãng của Kutan này, con này cực đẹp luôn. Đây, hàng hai chức năng này các bác này. Máy có hai chức năng nhá. Có chức năng khoan và chức năng bắn vít này. Điều chỉnh cho em này 23 cấp độ trượt. À đâu, 25 cấp luôn. Điều chỉnh 25 cấp độ trượt như này cho em. Máy cực đẹp luôn. Màu xanh lá rất chi là đẹp như này. Mà mức giá hôm nay là bao nhiêu ạ? 280.000 đồng các bác ơi. Giá phải nói rằng là siêu siêu hấp dẫn luôn ạ. Lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em là khoan pin 12V màu xanh của Kutan. Đấy, cái màu là rất chi là đẹp luôn các bác nhá. Các bác mà làm gia đình con này là ok tuyệt vời luôn. Hay là các bác mà làm thợ điện tử đấy, các bác ra vào ốc vít loa đài âm đi, con này quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nguyên bộ như này cho em mà giá thì có 280.000 thôi các bác ơi. Có 280.000 thôi. Quá rẻ quá hời luôn cho em này. Lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em là khoan pin 12V màu xanh của Kutan, giá là 280.000 một bộ cho em này. Lên tiếp cho em một con khoan pin 5 cell pin 21V nữa các bác nhá. Đây cái bộ này. Cái này đặt hàng các bác gọi cho em là khoan pin Mazda pin 5 cell với mức giá là 399.000. Đây, nguyên bộ như này cho em này. Nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này, gồm một thân máy, hai pin, một sạc, một hộp đựng và bộ phụ kiện kia, hơn 20 chi tiết mũi khoan vít đi theo. Hàng 3 chức năng như thế này, có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Điều chỉnh 25 cấp chuột và đầu nhựa tự siết đầu 10 ly nhá. Con này với mức giá cho em là 399.000. 399.000 cho em. Lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em là khoan pin Mazda pin 5 cell với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi các bác nhá. Pin của nó là pin 5 cell này, pin 21V này, dòng máy 3 chức năng này, có đầy đủ chức năng này, có đầy đủ phụ kiện như này cho em này. Các bác làm gia đình con này quá ok, sẽ làm được mọi việc trong nhà nhá. Kể cả các bác bắt khung tranh, khung ảnh các thứ đều vẫn cứ ok la hết cho em. Hay là các bác làm thợ làm nhôm kính trần nhựa thạch cao thì cũng có thể tham khảo những cái mã này. Các bác yêu cầu sự nhỏ nhẹ này, khỏe khoắn này, bền bỉ này và giá rẻ thì hãy sở hữu luôn mã này cho em. Đặt hàng gọi cho em là khoan pin 5. Cái này các bác gọi cho em là khoan pin Mazda pin 5 cell nhé. Đấy, nguyên bộ như này cho em này. Giá có 399.000 thôi các bác ơi. Quá rẻ, quá hời và quá tiện lợi luôn cho em nhé. Nào bây giờ lên tiếp này. Đây là một con máy cưa xích pin. Đây các bác ơi, tham khảo cho em cái con cưa xích pin này là cưa xích pin 8 inch. Đây nha các bác nha, hàng chính hãng của Boxu này, nguyên bộ như này cho em này. Cái này cái lam của nó sẽ dài 20cm đấy ạ. Và bộ này nhá, nó đi theo hai khối pin 15 cell nhá. Theo máy là hai khối pin 15 cell cho em nhá. Đây này, khi mà các bác nhận về đó, nó có nguyên một cái hộp đựng máy như này cho em. Đấy, có một cái hộp đựng máy này, dày dặn đẹp này, xịn sò như này luôn cho em này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nguyên hộp như này luôn nhá. Đấy, có một thân máy, có hai pin, có một sạc đây. Cái pin của nó sẽ là pin 15 cell luôn, hà chơi pin phổ thông như này cho em. Nhận về là cứ nguyên hộp như này cho em này các bác này. Đấy, và con này nhá thì các bác nhìn cho em này. Khi mà các bác sử dụng nhá, bấm máy nhá, ở đây nó có cái chốt an toàn. Đây mình bóp cái chốt an toàn và sau đó là mình bóp công tắc này. Đấy. Máy chạy đây nó có cái phần mà báo pin ở đây. Đấy, và cái này hàng nhớt tự động cho em này. Máy sử dụng motor từ không chổi than nhá. Chân bi phổ thông rất là tiện lợi luôn. Ở đây có cái chỗ mà điều chỉnh xích ở đây cho em này. Hà chân bi phổ thông này. Đấy, lam của nó thì dài đến 20cm nhá. Khá là dài luôn. Đấy, các bác có thể cắt được những cái cành cây rất là to à. Và đặc biệt hôm nay giá có 999.000 thôi các bác ạ. Thị trường với cái con cưa xích pin này nhá. Các bác mua cái giá nó sẽ cao tiền hơn rất là nhiều. Mà nó chỉ theo pin 10 cell thôi. Hôm nay là mua được cái giá hời. Hôm nay là mua được cái giá siêu hời như này cho em mà theo hai pin 15 cell này các bác ơi. Đấy, hàng chính hãng của Boxu như này cho em nhá. Đặt hàng các bác gọi cho em là chọn bộ cưa xích pin của Boxu. Giá có 999.000 thôi. Bây giờ lên tiếp cho em này. Em sẽ giới thiệu các bác một bộ máy bu lông của Quốc Fit. Đây này, nguyên hộp như này cho em này. Đây là máy nhá. Đây, nguyên máy như này.
các bác nhận về là nguyên bộ đầy đủ như này cho em, gồm này một thân máy hai pin một sạc luôn nhá, một thân máy hai pin một sạc đi theo này. Em sẽ tặng thêm các bác là một cái đầu chuyển vít và một cái đầu chuyển sang khoan luôn. Cái phần quà tặng trị giá lên tới 130.000. Và con máy này sẽ là hàng logo dập đổ trên máy này, chính hãng của Goodfit như này cho em. Chạy rất chi là em vào khỏe nhá. Cái đầu máy là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng này, ở giữa có lỗ lục giác, kiêm vít kiêm tôn thoải mái luôn. Lực siết của máy là 360 N. Đấy, cái này thì nó sẽ điều chỉnh được 3 tốc nha. Máy là điều chỉnh được 3 tốc độ nhanh chậm cho em. Và đặc biệt giá ngày hôm nay chỉ có 799.000 thôi, 799.000 đồng thôi, và hỗ trợ bao phí ship. Đấy, bác nào mà chốt đơn đặt hàng gọi cho em là bu lông Workfit 360 N tặng kèm hai đầu chuyển. Đấy, các bác nhớ đọc đúng mã cho em, nhớ đọc đúng mã cho em này, nhớ đọc cho em cái câu tặng hai đầu chuyển vào để các bạn nhà em sẽ tặng kèm đầy đủ cho các bác nha. Giá 799.000 thôi. Tiếp theo này, lên cho em một con chuyên vít này. Đây là con chuyên vít của Kutan, máy chuyên vít của Kutan này. Cái này gọi cho em là chuyên vít màu xám của Kutan, giá cũng chỉ có 899.000 thôi các bác nha. Cái đèn led của nó sáng bừng như này cho em. Đầu chuyên vít dự vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Máy sử dụng là motor từ, con này sử dụng motor từ không chổi than cho em này. Đó, con này thì cái hình thức của nó giống với con vít 173 luôn các bác nha. Lực siết rất là mạnh luôn, 240 N này. Và giá cho em ngày hôm nay có 899.000 thôi. Lê Đô đặt hàng gọi cho em là chuyên vít màu xám của Kutan, giá 899.000 một bộ có 2 pin này. Còn đây là bộ máy mài pin của Kutan nha các bác nhá. Mài pin Kutan nó sẽ theo hai khối pin 15 cell, hàng công tắc ở trên lưng. Đấy, và con này có mức giá cho em sẽ là bao nhiêu ạ? Với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 970.000, điều chỉnh 3 tốc như này cho em. Đấy, một bộ thì đầy đủ gồm một thân máy hai pin một sạc, pin 15 cell nhá. Máy cực đẹp luôn cho em, thiết kế cái màu sắc rất là đẹp và chắc chắn như thế này. Và với mức giá chỉ có 970.000, lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em là chọn bộ mài pin của Kutan màu xám, giá 970.000 một bộ cho em này. Lên tiếp cho em là những cái áo điều hòa. Đây, áo điều hòa hàng cao cấp chuẩn xịn lại một cho em. Một bộ áo thì sẽ gồm này, có một áo và một bộ điện như này đi theo. Bộ điện thì sẽ có hai cái quạt, một quả pin và một củ sạc như này cho em nhé. Pin thì sẽ là loại pin dung lượng lớn, các bác dùng cả ngày không hết pin. Quạt thì sẽ là quạt không chổi than siêu to khổng lồ như này cho em. Về các bác lắp quạt vào áo cho em này, lấy dây kết nối này đấu pin vào để cho hai quạt nó khởi động, gió nó thổi lên là các bác mặc mát nguyên ngày luôn cho em. Đây này, áo thì là cái mẫu áo cổ sơ mi cho em nhé. Áo có khóa kéo như thế này cho em này. Phía sau nhá, phía sau thì nó sẽ có hai cái phần để lắp quạt đây này. Đấy các bác nhìn này, các bác về lắp quạt lại như này cho em. Đấy, có hai lỗ áo đây nhá. Đấy, bên này là lắp quạt này, bên này lắp quạt. Cái này em đang lắp sẵn một cái quạt vào để cho các bác nhìn mẫu này. Đấy, các bác lắp quạt vào hai bên áo như này, sau đó là mình đấu pin vào mình sử dụng. Và áo em đang có đủ size, đủ màu các bác nhá. Có màu xanh xanh than này, màu xanh lính này, màu xanh rắn ri này cho em này. Và đang hiện tại đang đủ size, nguyên một bộ áo như này, đầy đủ nguyên một combo như thế này, giá chỉ có 650.000. Mức giá chỉ bằng một nửa giá thị trường thôi. Anh nào chốt thì mình nhanh tay lên đơn đặt hàng sớm cho em là có đơn, gọi cho em là áo điều hòa. Đấy, và bếp củi đa năng này, bếp củi thông minh, bếp củi không khói là hôm nay em còn một ít thôi. Em còn một ít bếp củi thông minh, bếp củi không khói nha các bác nha. Đây này, có hai size bếp nha, size bếp bé và size bếp to nha. Đây nha các bác nha, size bếp bé là bản bếp 30 cm này, size bếp to thì là bản bếp là 40 cm này. Bây giờ em sẽ vào trong kho hàng để sẽ giới thiệu cho các bác nhà mình chi tiết hai cái mẫu bếp củi đa năng, bếp củi thông minh, bếp củi không khói này các bác nhá. Các bác ơi, và ngày hôm nay thì bên em đã ra lò một cái lô bếp củi thông minh, bếp củi không khói với cái số lượng rất chi là nhiều, để gửi tới tất cả các bác với một cái mẫu bếp củi mà chất liệu đẹp nhất và mức giá rẻ nhất. Và các bác tham khảo cho em sẽ có hai mẫu các bác nhá. Với bên này thì sẽ là mẫu bếp size nhỏ này, và bên này thì là mẫu bếp size to. Bếp của bên em thì sẽ được làm từ cái loại thép dày, loại đẹp, và mức giá sẽ là mức giá gửi tặng, mức giá rẻ nhất để gửi tặng cho tất cả các bác này. Nếu như mà bây giờ thì sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đấy các bác ạ. Mỗi gia đình đều lên có thể sắm ngay
một em bếp củi to này, về đến Tết mình có thể sử dụng để mình luộc bánh chưng này, hay là trong nông thôn thì các bác có thể sử dụng để mình nấu cắm lợn này. Đấy, trong những cái ngày mà mất điện hay là hết ga thì các bác còn có thể sử dụng để mình nấu cơm. Đấy, nấu cơm, kho cá. Đấy, và đặc biệt này, đi chơi, đi dã ngoại thì các bác có thể mang theo. Nếu mà đi chơi dã ngoại thì mình có thể lấy một cái bếp nhỏ thôi, mình có thể mang theo mình nướng cá mực, cá chỉ, rất chi là ok luôn các bác ạ. Và em sẽ giới thiệu tới các bác cái mẫu này là cái mẫu bếp nhỏ nhá. Với một cái mẫu bếp nhỏ này thì hôm nay giá chỉ có 99.000 thôi các bác ạ. Cái giá này là giá em bán tặng nhá. Cái mặt kính, cái mặt mà cái đường kính của cái mặt bếp nhỏ này thì sẽ là 30 cm. Đấy, và bếp nó sẽ có 3 kiềng như thế này. Bên dưới thì nó sẽ có 4 cái chân bắt như thế này nhá. Đấy, có 4 cái chân bắt như này cho em. Rất chi là chắc chắn luôn. Và với một cái bếp size bé này, các bác có thể chịu tải được một tạ, tức là mình có thể đặt được một cái nồi nước tầm một tạ lên đây để mình có thể đun nấu được luôn này. Các bác nhìn cho em này, nó sẽ có hai cái tay xách nhá. Đấy, hai cái tay xách ở hai bên như thế này. Rất là chắc chắn như thế này thì các bác có thể dễ dàng di chuyển, mình có thể mang ra ngoài sân này, ra cửa nhà hay là ra góc vườn, ra ngoài cổng nhà mình vẫn có thể mình sử dụng được. Đấy, và xung quanh bếp thì nó sẽ được bịt kín mít như thế này để khi mà các bác đã nhóm lửa lên rồi, nó đã có lửa rồi thì nó sẽ không có khói đâu. Đấy, cái này thì cái phần này nó sẽ là cái phần trống ở đây, cái khoảng không gian trống này thì để các bác sẽ đưa củi vào đây. Mình có thể dùng bằng củi này hay là than hoa nhá. Đấy, và với một cái bếp nhỏ thì hôm nay giá chỉ có 99.000 thôi. Còn bên này thì sẽ là cái bếp to. Cái bếp to thì cái đường kính nhá, cái mặt bếp này, cái đường kính của nó sẽ là 40 cm. Đấy, nó cũng giống như cái bếp nhỏ, chỉ có điều là nó là cái kích thước to hơn. Đấy, thì cái kích thước to hơn này thì nó sẽ chịu tải được cái trọng lượng lên tới là 2 tạ đấy ạ. Và với mức giá 199k cho một con bếp to. Đấy, còn bên này là con bếp nhỏ nhá. Các bác lựa chọn này, cái kích thước nào mà nó phù hợp với gia đình mình thì mình có thể tham khảo và lựa chọn cho em. Thị trường các bác mua đang giá rất là cao, nhưng mà cái này thì là một cái sản phẩm mà bên em bán tặng, cho nên là các bác đang được mua cái mức giá ưu đãi nhất. Thì nếu như mà bác nào hôm nay đang có nhu cầu tìm mua một em bếp củi thông minh, bếp củi không khói với mức giá rẻ nhất, thì các anh hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp nhà em số điện thoại trên màn hình để mình có thể tham khảo đặt hàng cho em là bếp củi nhá. Đấy, bếp củi thông minh, bếp củi không khói. Đợt này em vì cái số lượng nói chung là ra lò được một cái số lượng khá là nhiều. Đấy, cho nên là sẽ có cái chương trình bán tặng. Đây là một cái sản phẩm em bán tặng, em tri ân. Đấy, em nhấn mạnh với các bác là sản phẩm bán tặng tri ân. Đấy, cái này thì em không có buôn nhá. Cái này không có buôn, cho nên là em chỉ có làm để mà bán tặng cho tất cả các bác khách hàng thân thuộc thôi, vì là cái này thì các bác quan tâm và hỏi em rất là nhiều. Đấy, nó đang là một cái sản phẩm hot và đang được nhiều các bác quan tâm, bởi vì nó quá là tiện lợi. Nó chỉ bằng có 1-2 bát phở bò thôi mà các bác có thể sử dụng 3-4-5 năm chưa hỏng các bác nha. Nào, bác nào mà ưng, bác nào mà chốt thì mình hãy nhanh tay liên hệ ngay để em có đơn nha.